Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Hoa Minzy hé lộ lý do tự bỏ tiền túi mua xế hộp 5 tỷ dù lấy được chồng đại gia. Theo Hoa Minzy, cô đã đặt mua con mẹt này từ hơn 2 tháng trước, song vì công việc quá bận rộn nên giờ mới tới lấy. Được biết đây là lần đầu tiên cô tậu chiếc ô tô ở tuổi 25. Giọng ca gốc Bắc Ninh còn đặc biệt nhấn mạnh chiếc ô tô được mua bằng tiền của chính mình chứ không phải do chồng hay ai tặng. Điều này cũng được thiếu gia Minh Hải, bạn trai Hòa Minzy xác nhận khi bà xã mình tự bỏ tiền túi để sở hữu chiến mã này. Điều này cho thấy Hòa Minzy vẫn giữ quan điểm tự chủ về kinh tế, có thể làm việc lớn mà không cần sự nhúng tay của bạn trai giàu có. Sau khi xây nhà cho bố mẹ, đầu tư cho em trai ăn học, Hòa Minzy đã mua thêm những tài sản mới cho bản thân mình với tiêu chí cái gì của mình dùng vẫn sướng nhất. Nguyễn Thị Hòa, 25 tuổi, Bắc Ninh trộm vía đã mua được chiếc ô tô đầu tiên ạ. Cô bé băn khoăn mãi không biết nhận xe thì có nên up lên để mọi người chúc mừng không. Vì chiếc xe đầu tiên mua được thật sự cũng đáng tự hào và muốn cho mọi người biết thành quả lao động của mình ý ạ. Ok, bỏ qua tất cả sự sợ hãi, đến hôm nay sau hơn 2 tháng mua xe, cô bé quyết định tới nhận và chính thức muốn khoe khoang cho cả thế giới biết bạn Hòa đã lao động chăm chỉ và có ý chí không kém anh con trai nào. Tâm sự thiệt với mọi người nha. Hiện tại trộm vía có mẹ chồng thương, chồng yêu nên ăn ở xe cộ đi lại cũng không phải nghĩ ngợi gì. Nhưng thật sự quan điểm sống của Hòa trước giờ, cái gì của mình thì dùng nó vẫn sướng nhất. Xe này xe Hòa mua, tiền Hòa kiếm Hòa tiêu, không liên quan đến ai. Không có bình luận chồng giàu chồng mua cho làm con tim bé nhỏ này tổn thương nhiều lắm lắm. Giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp viết. Nhận được lời chúc mừng từ anh xã trên mạng xã hội, giọng ca sinh năm 1995 bày tỏ cảm ơn chồng yêu đã ủng hộ mọi quyết định của vợ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.